Danh hài Thanh Nam Tiếu Ba. Dẫn với một thanh nam hài hước mà không tục tằn, trào lòng và sảng khoái, thắc mắc nhưng chân chất, thật thà dễ thương. Tiếu mà xúc động, có tư duy, sẽ dâng tặng quý thính giả tri kỷ mộ điệu những nụ cười thấm đậm tình người, gần gũi với cuộc sống tâm tình của con người, không cường điệu cao xa trừu tượng. Như dòng máu của chính con rồng uốn khúc, ngọt ngào dòng sữa phù sa, thấm vào lòng đất đồng bằng Nam Bộ, tạo thành một hơi thở riêng, vui tươi, yêu đời, ham sống. Như ngậm một miếng đường thốt nốt, vừa thơm vừa ngọt, thấm thía ân tình. Dù ai đã và đang gánh nặng bao nhiêu đau khổ trần gian, xin hãy cười với thanh nam, cười ha hả, cười nụ, cười tình, cười thấm thía, cười nghẹn, cười ăn lê, vân vân. Với 1001 cái cười, thanh nam sẽ tiêm vào lòng những người yêu mình những sinh lực mới, để thừa sức đứng lên mà đi tới. Thanh nam xin gửi dòng hát ca ly bằng răng à, tiếu vui và cùng cười đời đẹp. Hãy vui lắng giọng tươi cười đời, tiếu vui ly bằng răng à, tiếu vui và tình bằng đời đẹp. Xin trao duyên ái mộ khách yêu ly bằng răng à, tiếu vui và tình bằng đời đẹp. Bốn phương duyên mộng trao tình ngộ, tiêu vui ly bằng răng à, tiêu vui và tình bằng đời đẹp. Hãy vui cười các bạn ơi, dù đời đau đá đạp té nhào cỡ nào, chúng ta cũng phải cười. Hãy cùng thanh nam cười cho nó vui vẻ các bạn ơi. Cười cho nó quên đi những ngày lao động mệt nhọc, cười cho cơ thể nó nhẹ nhàng, cười cho nó bớt đi bệnh hoạn các bạn ơi. Và bây giờ xin được bắt đầu bằng một song diễn hài hước Lời Tỏ Tình Làm Quen, tác giả Ngu Tiểu Ẩn với Tô Kiều Lan. Có cô gái đồ lông lắc bầu cua, lắc một cái ra bà con gà mái thôi cái vua thu hết tiền. Có cô gái đồng quê tắm bờ ao, có anh ấy đi qua anh nhìn thấy, anh lén dòm cô hết hồn. Em cái mầm về xóm. Bậy nghe cái cô này, tôi không có chọc cô à nha. Tôi ca hát miệng tôi mắc mớ gì cô mà cô mắng tôi dê sòm chứ. Ôi cái anh này kỳ không à, anh ca hát miệng anh nhưng mà anh cứ đi qua đi lại, anh ca hát anh thả dê thì tôi cũng ca hát, tôi ca hát miệng tôi cho bộ mắc mớ cho anh sao, bộ dê sao mà ra miệng. Nói cho cô biết nghe, con gái mà không có ai dê thì buồn lắm nha cô em. Ông bà mình thường nói, làm qua cho người ta hái, làm gái cho người ta chọc, mới chọc chút xíu mà quê sao cô em. Cho anh biết đó nha, tôi không còn nay tơ nữa đâu. Nay tơ mà mới nhú nhung còn quý hơn nữa cô em à. Thôi đi đừng có nói bậy hoài à. Bây giờ nè, tôi yêu cầu anh á, bỏ bớt một tiếng đi. Anh gọi tôi bằng cô thì được, nhưng mà tôi cấm anh gọi tôi thêm một tiếng nữa đó nè. Bỏ một tiếng em đi, cô được rồi. Rồi, tôi đồng ý bỏ đi một tiếng, nhưng bớt tiếng cô lấy tiếng em, chịu không? Không, tôi không chịu.
Em không chịu hả? Em không chịu mà không biết sao cái đầu anh nó ngu quá. Nó không biết phép xẻ dao, nó lại không chịu. Tôi muốn truy tố xử tội nó quá, em thấy sao? Không, tôi không thấy sao hết trơn á. Bây giờ anh làm ơn đi chỗ khác chơi giùm tôi đi, để chỗ cho tôi buôn bán. Nè, anh mà đứng đó hả? Anh nói léo nhéo rồi hả? Tôi kêu lính bắt anh ráng chịu à. Ồ, em này lạ không? Em bán thì tôi mua, sao lại kêu lính bắt tôi? Anh muốn mua cái gì? Muốn mua em. Vô duyên à. Ở đây tôi bán sách chứ không có bán người. Bán sách, mua sách cũng được. Có người yêu của tôi không? Không có, có đồ khốn nạn à. Tôi không khoái, đồ khốn nạn dở lắm. Có chiếc áo người tình cũng được. Hết trời, có cái tác được không? Ôi, cái tác dở tệ nữa. Vậy yêu anh đi chiều hôm tối rồi có không? Cũng không có nữa. Tôi làm mẹ được không? Cha, hỗn đà. Em có chồng chưa mà đòi làm mẹ? Cha này vô duyên không à. Có chồng hay không có chồng mặc kệ tôi chứ mắc mới gì mà anh hỏi. Nè, tôi nói anh biết trước nha. Anh mà đứng đây nói lạng quạng coi chừng anh ăn dao phai đó. Em ơi xin đừng hù do kẻ sĩ tình khi yêu. Cho dù xé thịt lột da người ta cũng không hề khiếp sợ. Hà huống gì ngán sợ dao phai. Xin em đừng run nhá ký. Vô, anh vô liền anh bây giờ yêu em quá. Lô em nhiều lô em lắm em ơi. Đồ lì như da đất dây gây. Đừng hòng đồ gút chẳng ok. Vì tình anh đã u mê nên đành ôm lắm mê chê. Người gì như đĩa dai ghê, cô lần sanh chứng si mê. Lòng nào em chẳng ok, cho đời anh chiêu tái tê. No, đô anh mà sao em đành. Anh no good. No, em không thèm. Anh no good. No, sao em đành. You no good. You ơi. Anh biết rồi, em mắc mưu anh rồi. Trong khi anh cố tình quỳ lễ gian sinh tình yêu, em chỉ từ chối và em nói với anh là no good. Chứ không có nói gì tới chồng con gì hết. Như vậy là em đâu làm mẹ được. Xí hổng gì? Nhưng mà tôi nói là tôi là mẹ rồi đó, anh biết chưa? Em nói láo. Tôi nói thiệt. Nếu em là mẹ, em sanh con ra, em biết phải làm sao để mà nuôi con nhỏ. Ôi, dư sức qua cầu đừng tưởng tỏ cho em nói nè. Mới sinh thì lấy sữa nuôi con, việc đó đâu ai là gì. Mà trời đất ơi, đàn ông gì mà hỏi vô duyên vậy nè. Mà sữa gì tốt em biết không nè? Sao không biết? Sữa gì? Không có gì tốt hơn là sữa mẹ. Chỉ lúc nào tắt sữa hoặc bị đau, mới năm hai sữa hộp sữa bò. Nhưng mà anh lại muốn hỏi em. Anh hỏi gì? Em cho sữa mẹ tốt nhất là cái gì? Em biết thì thử nói anh nghe. Cái anh này nè. Sao? Nói gì kỳ cục quá à. Sao kỳ? Câu cuối không rõ ràng hết trơn à. Sữa mẹ, cái gì tốt là sao? Thì em hỏi anh có nghĩa là em không biết chứ gì. Phải không? Giờ em biết anh có không làm hiểm. Để anh giải thích cho em nghe nghe. Anh hỏi em, em cho sữa mẹ nuôi con là tốt nhất đúng không? Đúng. Nhưng anh hỏi em, cái gì tốt nhất em biết không? Thì sữa mẹ tốt nhất chứ còn gì nữa. Vậy rồi. Theo anh thì anh thấy cái bình đựng sữa mẹ là tốt nhất. Một bình sữa hấp dẫn tuyệt vời mà vừa đựng sữa luôn luôn ấm và không chua, không thiêu, đúng không? Trời ơi, vô duyên quá à. Trời ơi, đồ bánh lắm, đồ bóng môi, đồ liễu lưỡi, đồ...
tôi nói cho anh biết rồi nha không? Anh muốn nói chuyện với tôi đó hả? Thì tôi yêu cầu anh á, anh nói đàng hoàng và có văn hóa một chút nha. Ê, xin lỗi em mà, em nói anh nói chuyện không có văn hóa hả? Trời ơi, em biết anh đã từng học rất nhiều trường lắm nha, cho em hay á. Anh học rất là nhiều trường á, mới 12 tuổi anh đã tốt nghiệp đại học cấp 1 rồi đó. Sau đó anh qua trường đại học Giọt Xia 3 năm. Xong 3 năm anh đủ tuổi anh mới vô cao đẳng Sô Xích Le. Rồi cái anh ra đại học Đương Phò cho tới bây giờ đó. Thôi đi ông ơi, ông đừng có xạo quá à. Anh nói mấy cái trường đó đó hả? Tôi chưa có nghe bao giờ. À, như vậy mà em đã dội khinh anh ít học. Anh cắt nghĩa cho em nghe đây nè. Trường đại học cấp 1 á, dạy từ đánh dần cấp 1 cho tới lớp 5. Em biết chưa? Sao không biết? Chứ vậy là trường phổ thông cấp 1. Trời ơi, vậy mà nói là đại học. Anh còn mấy cái trường kia là trường gì vậy? Thì sau khi tốt nghiệp lớp 5 á, anh về trường đại học Giọt Xia là theo chú anh làm ở trại nuôi heo Giọt Xia. Quay không? Trời ơi, quay quá ha. Chăn heo quay quá ha. Rồi còn trường cao đẳng Sô Xích Le là ở đâu mà phải chờ tới 3 năm đủ tuổi mới vô được lận? Biết ở đâu? Đâu? Sô Xích Le là xe xích lô. Không phải đợi 3 năm anh mới đủ sức đạp xích lô sao? Trời ơi, tưởng gì đạp xích lô mà nói là trường cao đẳng. Đạp xích lô nhiều cẳng đau, cao đẳng không phải sao? Trời ơi, cha nội này xạo ghê à. Sao xạo? Còn đại học Đương Phò là cái gì? Trời ơi, Đương Phò không biết hả? Không. Đương Phò là đường phố đó. Có nghĩa là đạp xích lô không kham anh mới nhảy ra đường phố theo làm thợ điên nặng. Điên nặng là cái gì? Điên nặng điện á. Trời ơi. Anh làm thợ điện á. Rồi theo dân mánh anh chạy mánh. Nghĩa là anh làm hầm bà lằng sân khấu ở ngoài đường phố để kiếm sống. Thôi đi cha nội ơi, cha nội lẻo mép quá à. Sao lẻo mép? Học hết cấp 1 rồi phải đi nuôi heo, rồi đạp xích lô, rồi chạy mánh. Vậy mà khoe học toàn là đại học với cao đẳng không à? Em nói như vậy chứng tỏ là trình độ văn hóa em còn thấp kém lắm. Anh lăn thân vào đời, anh cũng học vậy. Em há chẳng nghe người ta nói sao? Trường đời là một trường đại học lớn nhất, không phải sao? Thôi, cha nội ơi, cha này nhiều chuyện quá à. Đàn ông gì mà ăn ngang nói bước mai bằng à. Nè, nói đàng hoàng nha. Nãy giờ anh nói chuyện với em hoàn toàn là nghiêm túc, chứ không có nhiều chuyện nha. Anh nói thiệt với em á, anh còn biết nói tiếng ngoại quốc nữa kìa. Cái gì? Anh biết nói tiếng ngoại quốc nữa hả? Chứ sao? Đâu anh nói tiếng ngoại quốc em nghe coi. Đây nè, em nghe nè. Thí dụ nè. Bon ơi, tấu ná. Là anh ơi, đi đâu đó. Người Việt Nam nói tiếng Campuchia, không phải tiếng ngoại quốc sao? Vậy hả? Ờ. Rồi còn tiếng nào nữa không? Nhọc. Nghe nè, tiếp tục ngoại quốc. Du Thái, du Việt Nam, em khoai, du nào? Là anh biết gì không? Tiếng Mỹ á. Tiếng Mỹ hả? Ờ. Đâu làm ơn anh cắt nghĩa cho em nghe coi cái tiếng Mỹ nói gì vậy? Vậy cô không biết nữa. Là dù Thái, dù Việt Nam, em khoái dù nào. Nè, tôi không có giỡn với anh này nha. Tôi không có giỡn với anh nữa nha. Sao không giỡn? Bây giờ tôi nói khẳng định với anh một câu nè. Nếu mà anh muốn tỏ tình thương tôi đó ha. Thì anh phải nói làm sao có văn hóa nghệ thuật thì tôi mới thương anh được. Rồi, đây, em lắng tay em nghe. Như vậy là anh phải nói cho có văn chương em mới chấp nhận phải không? Đúng. Đây nè, giờ trước hết á, em muốn anh hò thì anh hò, muốn anh ca thì anh ca, còn muốn anh làm văn chương á thì anh làm văn chương cho em nghe. Làm thơ, làm văn chương gì cũng được. Làm ha. Cái gì cũng được hết. Rồi. Rồi phải không? Rồi, để chứng tỏ anh có tinh thần linh động sáng tạo và mở cửa cơ chế thị trường, phải không? Giờ anh đề nghị như vậy nha. Sao? Giờ em cứ ra đề đi, phải thơ thì anh làm thơ, phải ca thì anh ca, phải hò thì anh hò, thấy không? Em chịu không? Chịu. Trời ơi, văn chương quý tộc, văn hóa thị trường, anh ok tuốt ruốt hết. Vậy ha. À. Bây giờ em ra đề tài trước nha. Ra đi. Bắt đầu. Chuẩn bị. Đỏ, xanh. Gì kỳ vậy? Gì đỏ xanh gì kỳ hả? Vậy đó, anh có giỏi thì làm đi, đừng có hỏi nữa. Đỏ xanh mà không? Ừ. Đỏ xanh là xanh đỏ. Ừ. Nhớ rồi. Em nghe nè. Rồi. Nghe. Đỏ xanh bắt đầu. Một đèo lại một đèo. Khen ai khéo tạc cành chéo leo.
cửa son đỏ lét tùm bùm nóc, hòn đá xanh rì lúng búng rêu. Ê, cái đó là thơ của Hồ Xuân Hương mà. Ờ, thì của Hồ Xuân Hương, nữ sĩ trứ danh của Việt Nam, chứ anh đâu nói của anh. Miễn sao có đỏ xanh xanh đỏ thôi chứ. Trời ơi, cha nội này ăn gian dễ sợ à. Ăn gian được rồi. Thôi được rồi. Bây giờ á, tiếp tục nè. Tiếp tục đi. Đề tài thứ hai. Cái gì? Nghe nè. Ờ. Tài áo. Gì kỳ vậy? Ủa. Tài áo hả? Tài áo được chứ đừng tay quần tao không biết ngâm nghe. Thôi đừng nói là mày bà ngâm đi. Tài áo mà không? Tài áo. Nghe nghe. Tài áo. Biết đăng hay không mà không sẵn tài áo, dáng bức sao làm lệ từ đường, mãi sau không đặng ai tường công anh. Trời ơi, hay quá, hay quá. Không, không hay sao được. Bây giờ tiếp tục đề tài. Nữa hả? Nữa hả? Nghe. Ừ. Cục đá. Cục đá hả? Cục đá hả? Ừ. Cục đá căng quá ha. Sao? Đá phải không? Đá. Ờ, rồi, cục đá phải không? Rồi. Nghe cục đá nè. Hò... cục đá lăn nghiêng lăn ngừa, tôi giơ tay tôi sửa cho nó lăn đứng. Tôi coi không xứng tôi sửa lại cho nó lăn dẹp. Tôi coi không đẹp tôi sửa lại cho nó lăn tròn. Ơ bạn mình ơi, giận thời anh nói vậy chứ bụng vẫn còn thương em. Thiệt không anh? Anh thề anh không thiệt cho bà Kiệt bẻ răng anh đi. Thôi được rồi, anh đừng có thề nữa. Bây giờ anh nghe em hò lại này nghe không? Đâu em hò anh coi. Hò... bây giờ là buổi ban đầu, em biểu anh têm ba miếng trầu, anh chứ lắc đầu sợ tốn, chừng em có chồng rồi. À, chừng em có chồng rồi, anh đừng biểu em trốn theo anh. Hò chạy re re con cá he nó xè đuôi phùng, em có chồng rồi là trong bụng anh tiếc lắm thay. Gạo cần đước nước Đồng Nai, khi ai về mong được dắt ai theo cùng. Anh ơi cây trống đang đeo, xin ai chớ vội đánh thùng. Nếu thiệt giả tính trăm năm chồng vợ, đừng có thấy cái mùng là cứ vợ chung vô. Đêm nằm tơ tướng tướng tơ, chim bao tây bầu vậy rờ chiếu không. Đi ngang nhà má cái tay con xa cái cẳng con quỳ, vì thương con má xa gì thân con. Lấy trời mưa xuống, lấy nước trị ăn uống, lấy điện tôi xài, cúp điện dài dài, nóng ơi là nóng. Thôi vậy đi anh, em khuấy sữa cho anh nè, uống đi. Sữa hả? Ừ.
Cảm ơn em nghe. Tội nghiệp vợ tôi không biết tình hình sức khỏe tôi yếu, tăng cường sữa cho khỏe. Ngon quá ngon. Ý chết, cái gì chết? Thức dậy chưa súc miệng đánh răng gì hết mà uống sữa rồi. Ừ vậy đó. Ai biểu em đưa sữa tới mỏ anh kia anh không uống sao được. Cái gì kệ đó, cái gì uống cũng ngon vậy. Có chết thằng Tây nào đâu mà sợ. Vậy làm như cháy nhà. Cọp á, ngủ thức dậy có súc miệng đánh răng không? Mà người ta cũng kêu bằng ông cọp vậy. Thì em nhắc anh gì, chứ có gì đâu mà anh nổi giận với em vậy. Nhắc hả? Chứ sao nữa. Nhắc tại sao em không nhắc trước? Anh lỡ uống rồi thì em mới nhắc. Có phải em cố tình cho nghe anh lỡ quên để em sửa lưng, có phải vậy không? Anh, vợ chồng ai cũng vậy, anh đừng có nghĩ bậy. Nhắc nhở là yêu thương, sao anh nói là sửa lưng? Rõ ràng là em cố ý muốn bắt lỗi anh mà. Anh thiệt là vô lý à. Khi không lại sùm, vợ chồng nói với nhau em bắt lỗi vì anh. Anh nói em nghe coi. Phải rồi, chỉ có anh là bậy, còn em không bậy. Tất cả lỗi anh, còn em đúng hết trơn. Thôi thì em xin lỗi á. Chuyện không có gì hết trơn à. Nó qua nó lại ít câu là có chuyện. Lỗi tại em. Em xin lỗi anh nha. Cũng tại anh nóng kỳ cục quá. Em nhắc anh chứ có gì đâu mà anh giận. Anh thấy mình cũng vô lý lắm đó. Anh cũng xin lỗi em nha. Dạ. Và anh cũng cảm ơn em nha. Dạ. Làm vợ biết thương chồng khi chồng nóng vô lý vậy á, không? Dạ. Em dằn lòng em dịu tứ nước cho nó nguội bớt lại. Dạ. Anh thấy mình cũng có phước, có người vợ hiền, quá trời hiền rồi. Hiền không chịu nổi mà. Ông bà mình thường có câu, sao chồng anh giận thì vợ nhịn lời. Dạ. Cơm sôi bớt lửa, bao đời cơm khê, phải gì ông cơn? Dạ. Thôi, anh uống sữa đi, để nguội hết rồi kìa. Uống xong cái anh đi đánh răng súc miệng đi rồi ăn cơm ha. À, em nấu cơm với đồ ăn xong hết rồi đó. Hả? Dạ. Cái gì? Dạ. Mới thức giấc chưa kịp súc miệng đánh răng gì hết là tới giờ cơm rồi. Mấy giờ rồi? Dạ 11 giờ rồi. Trời ơi là trời. Sao em để anh ngủ chưa vậy? Thì hôm nay là ngày Chủ nhật. Em thấy anh mệt để cho anh ngủ. Anh thức dậy có làm gì đâu. Rồi. Câu nói của em dễ làm cho anh tự ái lắm đó. Hả? Nói cho em biết để em sửa. Ủa? Em nói vậy mà có gì đâu anh tự ái. Anh nói cho em biết, cái câu tự ái là cái câu mà em thấy anh mệt để cho anh ngủ đó, là dễ tự ái lắm đó. Sao tự ái? Sao không tự ái? Sao vậy? Ồ, hôm nay anh làm gì quá sức đâu mà em nói anh mệt. Bộ anh dễ mệt lắm hả? Hàng xóm mà nghe em nói vậy có phải kỳ cục không? Có phải mất mặt vợ chồng mình không? Thôi mà, anh khó quá à. Còn cái câu mà câu mà anh thức dậy có làm gì đâu á. Như vậy anh là thằng làm biến gì hả? Vô tích sự hả? Không biết làm gì hết. Mọi việc trong nhà một mình em làm hết nè. Thôi cha nội, con lại cha. Uống hết sữa đi rồi ăn cơm. Nghĩ cuộc đời mình có vợ thấy cũng sướng. Tức vậy là có sữa kề tận miệng uống. Cơm nước sẵn cũng có người lo, quá trời đã. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù người ta cúp tiền tối ngày, có vợ hiền chăm lo ăn cần cũng sướng. Trời ơi, chết tôi rồi. Nó giết tôi mà. Cái gì vậy anh? Cái gì vậy? Còn hỏi cái gì nữa? Cái đồ ác phụ xâm lăng, cái đồ châu chấu ngựa trời nghe lẽ dịch nước. Trời ơi, em muốn giết tôi mà. Cái gì vậy? Có phải em âm mưu giết đầu độc giết chồng phải không? Trời ơi, có phải em sanh tâm ngoại tình nên muốn giết tôi, muốn giết cho tôi chết để lấy thằng khác phải không? Mà,
mà em hỏi anh cái gì vậy? Trời ơi, con ruồi chơi gì trời hả? Ơi, con ruồi mông ngô, trời ơi, trong ly sữa, con ruồi mông, uống hết sữa mới thấy con ruồi, trời ơi. Anh ơi, anh coi kỹ lại coi, chứ em pha sữa kỹ lắm mà. Kỹ cái gì nữa mà kỹ? Trời ơi, con ruồi đen ràng ràng trong cặn sữa nè. Trời ơi, vợ chồng ăn ở với nhau mấy năm rồi mà không biết ý nè trời. Tôi sợ ruồi còn hơn sợ cha nữa mà. Trời ơi, vợ tôi nó muốn giết tôi mà. Nó pha sữa, nó đập con ruồi, nó bỏ vô cho tôi uống để cho tôi chết. Hèn chi nãy giờ tôi nghe nó đập anh ạch ngoài hè. Tưởng đâu nó đập đùa, ai nhìn đập ruồi nó bỏ vô cho tôi uống. Anh vô quan giá quả vừa vừa vậy nha. Nhìn anh hết sức nhịn rồi à. Có một con ruồi mà làm như là cháy nhà vậy đó. Chửi rủa người ta hết lời chưa đủ hay sao? Nó còn độc miệng vô quan người ta là ác phụ. Tôi quá sức nhịn rồi nha. Nói cho mà biết à. Tôi không cần ai nhịn tôi hết trơn à. Bây giờ anh muốn gì đi? Tôi không cần ai nhịn hết trơn à. Đồ đàn bà hư mà còn sống sòn. Tôi hư mà còn ở với tôi làm chi? Thôi đi, thôi đi. Thôi thì thôi. Vậy nè, vậy nè. Chờ tôi một chút đi, chờ tôi một chút đi. Cái thứ ác phụ có tình nghĩa gì nữa đâu mà lưu luyến. Nhất định hôm nay phải hạ ly tầng xa nhau. Trưa nay đầu giờ ra phường ký, mỗi đứa một con đường. Ở nhà nhau có ngày tôi nhà đứt bóng. Rõ ràng tình đầu muốn thôi, nên anh mới gieo tiếng dữ. Như vậy là anh có con nào anh mới lộn tài kiếm cơ. Nè nè, tôi dè tánh anh nhỏ nhen á. Thì ngày xưa tôi chả có thèm. Không thèm thì thôi. Thôi thôi chứ. Thì ngày xưa tôi cũng đâu về đi nhà cưới nhằm con ác phụ sát phụ. Bây giờ anh ở đó anh giết xong đi. Giết tôi vào trong lo sữa soạn sẵn sàng. Ký ly tờ xong tôi về ở với má tôi. Tức quá mà. Tức cái gì mà tức? Trời ơi, đàn bà pha ly sữa mà đập con ruồi bỏ vô thuốc chồng mà còn tức cái gì nữa chứ? Tức là tôi mới tức nè. Ý trời trời, trời ơi, không phải con ruồi miếng xác trà. Em ơi cục cưng cục vàng 4 số 9 của anh ơi. Ơi, kêu tôi là con chó đi, đừng kêu em nữa. Ôi. Đừng giận anh nữa nghe. Lỗi tại anh hớp tớp chứ không phải tại em đâu. Em cho anh xin lỗi em nghe. Tôi đâu có lỗi nhiều như ai đâu mà xin. Đi đi, đừng có làm rộn tôi nữa. Đi đi, đồ chồng phụ bạc. Ôi, đừng nói vậy. Anh biết lỗi anh rồi mà. Em hãy cứ mắng chửi anh đi, nhưng đừng giận anh. Hãy tha thứ cho anh nghe. Đừng có làm bộ hối hận nữa. Biết mà. Tôi biết người ta có người mới tính kiếm chuyện phụ bỏ người cũ mà. Có đâu mà. Trời ơi, anh đã thành thật xin lỗi em mà. Em nỡ nào lạnh lùng không đối tưởng sao em? Không, trăm lần không, vạn lần không. Bắt đầu từ bây giờ hết tình, hết nghĩa, hết vợ, hết chồng, hết gì hết á đó, dứt nào. Em không nhớ sao em? Ngày xưa em nói em yêu có anh thôi, không ai ngoài anh hết, nhớ chưa? Ngày xưa tôi nói nhưng nay đã nghe xưa cô đến giờ. Lối thời đi. Em ơi anh tự biết mình hồ đồ nóng nổi, nên xin em một lời tha thứ. Cái gì? Bởi quá sợ thành ngu, nhìn thấy miếng đen đen nằm trong ly sữa mà anh cứ tưởng con rồi. Vậy
chứ nó là cái gì? Là miếng sắt trà đen thui, thui lùi, thui lùi. Khi hạ ly tờ anh nhìn kỹ lại thấy rõ ràng anh mới chạy vào xin lỗi em đây. Cũng còn hên là em chờ ký giấy mới ra đi. Anh bậy thiệt bậy mai không thôi thì mất giờ. Thà nắng nỉ ở đây còn đỡ mắc cỡ hơn. Chở qua gặp bà già vợ thì càng ê mặt móc. Anh đừng có làm bộ. Ý anh muốn tôi đi để rước con nào về còn xin lỗi tôi làm chi nữa. Anh thề, anh mà có lòng dạ khốn nạn vậy cho bà dặn cổ anh đi. Đâu anh đưa ly sữa em coi coi. Thấy chưa? Rõ ràng là một miếng tách trà nằm trong ly sữa. Vậy mà anh 1122 cứ nói con rồi. Rồi anh mắng chửi xối xả vợ anh chẳng biết lời. Nhưng nghĩ lại cũng lỗi tại em vô ý. Cái ly rót nước trà mà em đổ sữa không coi. Không lỗi tại anh em không có lỗi gì hết em ơi. Chỉ cần vợ chồng nhịn nhục nhau đâu xảy ra chuyện lớn. Vợ chồng thương nhau là phải cùng nhau chịu đựng. Anh giận mà em cũng giận thì lửa cháy tùm lum. Vậy giấy viết anh viết xong chưa? Đưa đây em ký. Không có ký gì hết. Anh xé nè. Thôi dọn cơm ăn em ơi, đói bụng quá rồi. Dạ cơm dọn rồi à. Ăn cơm anh ơi. Ngồi vô đi em. Dạ cơm ngon quá vậy. Dạ. Mai ăn thôi mất ăn rồi thấy chưa. Dạ. Anh ngẫm nghĩ có nhiều cặp vợ chồng á em. Sao nhiều anh? Khi vì chuyện nhỏ mọn thôi mà tự ái á, là tan vỡ á. Dạ. Anh nói thiệt nha. Dạ. Nếu hồi nãy á, mà em về bên má ở á, dạ. Anh không qua năn nỉ sức mấy mà em mới năn nỉ anh, phải không? Chứ sao, lỗi đó là tại của cơ. Thôi đừng nói nữa. Bây giờ anh đề nghị gì nha. Sao? Giờ mình vừa ăn ha. Dạ. Vừa nói cho vui. Dạ. Giờ vợ chồng mình từ bây giờ giao kết nhau nha. Sao anh? Thế anh giận mà mất khôn á là em thắng cái rét. Dạ. Cho anh nhớ ha. Dạ. Còn em cũng vậy. Dạ. Em mà giận thì anh thắng cái rét. Em chịu không? Anh nói đúng thì em chịu chứ sao. Vậy ha. Dạ. Chịu méo tay nha. Méo tay nha. Ừ. Nghe mà. Dạ. Con người ta không ai hoàn toàn hết em. Hãy lửa cháy mà tưới nước thì lửa tắt. Dạ. Còn chế thêm dầu thì nó thành quả quảng vậy thôi. Dạ. Trời ơi, gãy răng tôi rồi. Cái gì vậy anh? Gạo gì mà sạn không à, không có lượm gì trơn. Để cho người ta nhai mẻ cái răng trơn rồi. Trời ơi, đồ cái thứ. Rét đi em, rét. Cũng tại cục sạn trắng mà. Anh biết em nấu cơm á, em lượm kỹ lắm rồi phải không? Dạ. Đâu để kỳ cục nè. Cũng tại cục sạn trắng khó thấy chứ. Mà cũng tại anh hết á. Không, không phải tại anh đâu. Tại em mà. Đáng lẽ mắt em yếu, em phải mua thứ gạo ngon đã sàng sảy kỹ rồi mới phải không anh ha? Tại em hà tiện tiếc 100-200 mà làm mẻ răng anh. Không phải tại em đâu, tại anh mà. Tại em mà. Không, anh phải xin lỗi em mới được. Anh mà có được người vợ như em biết lo từng miếng ăn giấc ngủ cho chồng thiệt là cực nhọc biết bao nhiêu. Ngày ngày em phải dậy sớm thức khuya, tình em so biết mấy cho vừa. Vậy mà anh chỉ cắn nhầm cục sạn mé một chút răng có gì làm em bận rộn. Ăn cơm thì thùng thình mà nhai, cũng tại anh nhai dội mới cắn nhầm. Không,
lỗi tại em mà. Anh đừng chiều vợ anh bỏ lùi, lâu ngày quen tật sanh lần, em khó mong sửa đổi. Anh nói tại nha anh, em đừng nên cứng đầu cái lấy. Không, em nói là lỗi tại em, anh đừng có cãi em. Anh nói cho em nghe, làm vợ phải biết nghe lời chồng, phải không? Em đừng có cãi. Anh nói lỗi tại anh thì em chỉ biết lỗi tại anh thôi, đừng cãi nữa. Sao không cho em cãi chứ? Anh tính độc tài hả? Làm chồng chứ đâu phải làm cha đâu mà cấm người ta cãi. Rét. Nhưng mà em cãi là em nhận lỗi về em mà. Anh cũng cấm em sao? Hồi mới gặp nhau á, anh theo òn ỉ tôi nói gì anh có dám cãi tôi không? Rồi bây giờ rét. Không có rét gì hết trơn á. Rét nè. Tức ơi là tức mà. Đàn ông mấy người đó, khi chưa được á thì chiều lòn òn ỉ, khi được rồi á là coi thường khi dễ. Tôi nói thiệt nha, thương chồng là phải lụy cùng chồng, nhưng lụy gì á thì lụy với độc tài á là rét. Rét. Trời ơi rét, thắng hết ăn mẹ rồi. Rét nên. Trời ơi em mà nãy đã giao kết rồi mà em quên sao em? Nhớ. Dạ, em nhớ rồi. Nhưng em không cãi là không được. Em nín thinh để anh chịu lỗi thì cũng không có đúng. Em nấu cơm mà gạo có sạn là lỗi tại em chứ. Anh nói lỗi tại anh mà. Nữa à, anh độc tài à, ép em nữa phải không? Rét, rét nè. Anh thắng em hoài, không cho em chịu lỗi. Vậy với lỗi tại ai mới đúng? Không phải tại em, cũng không phải tại anh. Tay trời xui khiến nên chúng mình gây nhau. Thôi anh đi à. Tình nồng thắm biết bao, lúc ông thơ bắt cầu. Bà Nguyệt nói chữ yêu vui tròn mỗi ban đầu. Rồi thời gian lướt mau, tình táo màu. Đang dâng phim sầu đầy thương đau khi tình héo. Không phải tại em, cũng không phải tại anh. Không phải tại em, cũng không phải tại anh. Thiệt ông chủ mình nghĩ cũng ngộ. Khi không cái năn nỉ mình làm cha đứng ra cứ vợ cho ông, nghĩ cũng tội. Nghĩ cũng tội nghiệp thiệt chứ. Từng tuổi này mà mới tìm được tình yêu, bây giờ ông lo cứ vợ cái ông nôn nao như con trai 18 vậy. Cái gì 18? Cái gì 18? Bữa nay là ngày 21 rồi biết chưa ông già? Cái gì vậy mẹ? Gì 21? Tôi nói bữa nay là ngày hôm 21 chứ không phải là 18. Ông có coi lịch chưa mà ông nói vậy? Rồi, bệnh quản đâu vô đây nữa rồi. Gì bệnh? Người ta vậy nói người ta bệnh à? Khi không thì vô nghe ba chớp ba sáng. Cái nói là 21 chứ không phải 18. Rồi biểu người ta coi lịch nữa. Lãng giang không? Ông lãng giang chứ ai lãng giang? Đồn cha già chết giang nè. Bà mới chết giang chứ ai chết giang? Ông chết giang á? Sao chết giang? Tụi mẹ già lãng ồ, lãng xẹt, lãng mạng, lãng nhách, lãng sừ xì nít. Khi không cái thần phù vô đây nói bậy à. Ông nói bậy chứ ai nói bậy. Nè tôi nói ông biết nha, ông muốn biết tôi nói bậy hay là ông nói bậy á thì bà đây, lợi đây, lợi ngay cái cuốn lịch này nè. Rồi ông mở to con mắt như là cái khu tô vậy đó. Ông coi thử coi bữa nay 21 hay là 18, thử coi cái tôi nói bậy hay là ông nói bậy. Lãng không? Bà biết tôi nói 18 là gì không mà bà biểu tôi coi lịch chứ. Như vậy không phải là nó bậy sao? Vậy chứ 18 là cái giống gì? Nói gì kệ cha kệ ông nội tôi. Lãng không? Không biết mà bị đất thầy lai làm tàn sụp xịt hoài. Bởi ông bà mình nói đúng quá mà. Điếc hay ngóng ngọng hay nói. Còn bà dốt chữ mà hay bị đất tài lăng tài lẻ. Rồi vô đây chi đây? Đó, ông hỏi cái câu đó là tôi biết ông ngu rồi à. Ê, nói cho bà biết,
nói cho bà biết kinh nghiệm già đời nè, khôn như cáo mới hỏi bà câu đó đó. Bà biết chưa bà? Cái gì? Ông nói cái gì? Kinh nghiệm gì mà kinh nghiệm già đời là sao hả? Kinh nghiệm ở đời chuyên nghiệp chứ kinh nghiệm gì. 30 năm chuyên nghiệp đó bà. Từ người làm vườn làm cỏ tới xách nước tưới cây mà tôi lên chức quản gia. Thì bà biết tôi đâu có ngu, nếu ngu đâu được vậy. Ôi là trời. Tưởng cái gì, ở đợi mà nói nghe ngon quá. Không ngon gì, nhưng mà ai ngon hơn không được à. Sao, ông nói ông ngon phải không? Nếu ông ngon thì ông làm ơn cắt nghĩa giùm tôi. Cái khôn chuyên nghiệp của ông đó, khi ông hỏi tôi cái câu mà cái câu hỏi gì mà ngu đó. Đó, bây giờ đâu, bây giờ ông nói tôi nghe coi nè. Đây nè, bà nghe nè, bà ơi. Tôi là kẻ tứ cố vô thân, không vợ không con, bị người đời đá lăn như trái bóng, cho nên đời sống làm công của tôi chuyên nghiệp dạy tôi nhiều kinh nghiệm. Quản gia thấy ai lạ mặt trước tiên phải là dè dặt, coi chừng kẻo lầm đạo tặc. Bây giờ tôi vô đây bà đừng để tôi gây điều bà chẳng được vui lòng. Nếu ông nói tôi gian, sao bà cũng bắt tôi đi, hay là cứ xịt tôi ra dội mà cứ đuổi tôi ra. Không chưa dội chi đâu, quán gia chuyên nghiệp công an dạy tôi chưa được. Tôi cần phải hỏi trăng đen kéo không an quà tay già, mất việc lại vừa dông ân, rủi gây mất mặt chủ nhà là nát xương biết chưa mẹ. Trời đất ơi, cha già này bộ giác khùng sao mà chả nói gì lạ hoảng khó hiểu quá vậy trời. Gì khùng, gì khó hiểu? Khó hiểu tôi nói cho bà hiểu. Sao? Về mặt luật pháp á, dù lạ mặt vào nhà người ta mà người ta chưa có biểu hiện gì làm bậy, cùng lắm là mời người ta ra chứ sao xịt bắt người ta. Còn về mặt biết điều thì người ta là chỉ lạ mặt với mình mà không lạ mặt với ông chủ nhà mình. Thấy không? Có khi là bà con ruột thịt gì đó mà mình không cần hỏi trước hỏi sau, cứ mời người ta ra vậy cũng đủ mất mặt ông chủ mình rồi, chứ đừng nói chi đuổi. Yeah, khôn quá mà thành ra nịnh. Ê, nè ngang, tôi nói cho bà biết nha, vì bà nghe tôi nói chuyện khó ưa nên bà dùng tiếng nịnh như tôi là không được nha. Bà dùng tiếng nịnh với tôi là hỗn láo biết chưa? Gì hỗn láo? Tôi nói vậy không phải sao? Sao? Trời ơi, lo lắng cho chủ từ ly từ tí, sợ chủ giận, sợ chủ hờn. Như vậy không phải là nịnh, chứ là cái gì? Đó đâu phải là nịnh. Chứ là cái gì? Mà lo lắng cho chủ không phải nịnh. Tôi nói ông nghe, tôi nói cái tiếng nịnh nó là nhẹ lắm, mà đúng cái từ của nó phải nói là đại nịnh mới là đúng. Bậy rồi. Lo lắng cho chủ mà giả dối, mà cầu mong lợi lộc riêng mình mới gọi là nịnh, không? Còn thật lòng thật giả, vì ơn vì nghĩa, đâu phải là nịnh, mà bà phải gọi là lòng trung thành, biết chưa? Đồ... Đâu vậy? Đồ đàn bà ấy không qua ngọn cỏ. Cái gì? Ông nói cái gì đàn bà ấy không qua ngọn cỏ? Hả? Nè cha già nha, nói lớn lớn tuổi rồi nói chuyện đàng hoàng nha. Nói lạng quạng là con đá, đây là giặt bật ra bây giờ Chọc nha. Bao giờ tôi cũng đàng hoàng hết đó. Bây giờ tôi cũng hỏi bà đàng hoàng nè. Bây giờ bà vô đây chơi vậy? Hỏi chơi dạ? Hỏi cho biết để đuổi bà ra cho ngon trấn chứ chị. Dữ, ngon dữ. Đâu dọn đuổi tôi thử coi rồi. Thì bà trả lời đi, tôi đuổi cho bà coi. Cha già này chết gian ông. Ai có mượn tiền mượn bạc gì ông đâu mà biểu người ta trả lời trả vốn chứ hả? Thôi, bà đừng bắt lỗi bắt phải gì tôi hết á. Đừng bắt lỗi bắt phải, đừng đánh chống lãng. Cách ngôn là cách ngôn ma rốc có nói mà. Nói không lại người ta thì chịu thua đi, thấy không? Chứ đừng đánh trống lãng. Gì chịu thua? Chịu thua à? Không dám chịu thua đâu. Trời ơi, nói thiệt cho ông biết nha, cái con này từ xưa tới nay chưa bao giờ biết chịu thua ai hết trơn á. Nè già đừng có lẻo lự nha. Mày đặt nó cách ngôn. Trời ơi, cách ngôn ma rốc được nữa. Chứ sao? Cách ngôn ma rốc là cái gì đâu? Nói tôi nghe coi. Hả? Nói coi, sách gì? Sao không có? Sách gì? Tại sao tôi sợ tôi nói tiếng Tây bà không hiểu thôi chứ. Trời ơi, xin lỗi ông mà. Ai nói tôi không hiểu chứ ông nói là tôi hiểu liền à. Đâu thử nói tiếng mà rốc coi, bảo đảm với ông mà hiểu hết á. Câu đó có ghi trong sách đàng hoàng nha. Sách gì? Sách Sumako. Cái gì Sumako?
Trời đất ơi, đi nè, Sumako biết là cái gì không? Là gì? Sumako là hiểu cá mồi má róc đó cha nội. Như vậy mà cũng khoe, trời ơi. Vậy hả? Thôi đừng nói chuyện sách nữa. Giờ tôi hỏi bà đi đâu đây? Kẹt vô đây làm mẹ chơi được không? Hả? Cái gì? Bà đòi làm mẹ ai chứ? Làm mẹ ai hỏi chi vậy? Nè, nếu bà ông hỏi tôi trả lời á thì phải quỳ xuống đây á, rồi khoanh tay rồi lại tôi, rồi xin lỗi tôi vì cái tội nãy giờ ông hỗn láo với tôi đó. Trời đất ơi, bà này hỗn quá ta. Chả chả là chả chả hỗn đà quá hỗn, ngang đào quá ngang, ta như dây, ta đã nhịn nhiều rồi, tức ơi loài rúng, bà như dây, tôi như dây, mà bà muốn đòi làm má tôi sao? Tôi cho bà hay, nói cho bà mừng. Thế nào? Ông già tôi đã hôi nhĩ tì nhập thổ ư. Trời ơi, có giống thôi, giống à. Ông già hôi nhĩ tì nhập thổ mà phùng xè giống y hệt như là con khỉ ăn ớt à. À, tức tôi, chân tức tôi, cầm gan, thị cầm gan, nghe ta hỏi, cứ hỏi, bà vào đây làm chi, hãy mau, kiếp nói cho rõ ràng, băng lấp lửng, ta không có dung dị, hay à. Ông vậy rồi ông làm gì tôi chứ? Bà nói bà làm mẹ ai? Bà nói bà vô đây bà làm mẹ ai? Bà nói đi rồi bà biết. Nè, kẹt tôi vô đây tôi làm mẹ cô dâu được không? Chết nhào. Thiệt không? Sao không thiệt? Thiệt bà là má của cô chủ tôi không? Còn gì nữa? À, sao tôi nghi quá, sao nghi dởm, nghi dởm quá. À, đúng rồi, phải rồi, hàng giả, hàng giả. Cái gì? Cái gì dởm, cái gì hàng giả hả? Tôi nhớ rồi, cô chủ tôi nói rõ ràng cha mẹ cô chủ tôi đã tổm bê la te rồi mà. Tự nhiên đâu bà xẹt ra bà làm má ngang không vậy? Nín, biết thì nói, không biết thì dựa cột nghe người ta nói đi nè. Số là kỹ sư quan tìm tới tôi với điều kiện đàng hoàng, mời tôi tới đây nè để mà làm lễ lên đèn, làm mẹ cô dâu đứng làm trưởng tộc, họ đàn gái tôi sẽ đứng ra tôi gả con. À, vậy thì họ đàn trai tôi cũng làm trưởng tộc, vậy tôi với bà chị hai bên thành đủ cặp. Ê, nói đàng hoàng nha, có chuyện tôi giả rất răng à. Tôi nói sự thật có gì đâu mà bà chị muốn sanh giặc, hai đứa mình song sanh giống y một cặp, vậy là má cô dâu còn tôi cha chú rể, như vậy rõ ràng mình đúng xui già, anh xui đâu không tới nơi này. Ông xã tôi ngủng cũ từ lâu lắm anh ơi, bà người xã tôi cũng xôm chầu trời, hoàng nhà cảnh giống còn giống cả chuyện cu ki, đồ già dịch đâu không à. Anh xui thăm viếng chị xui, tác giả Thế Châu với Tô Kiều Lan. Anh xui thăm viếng chị xui ơi nhớ tắt lui cái đèn. Hai, đồ già dịch đâu không à? Mời chị xui ngồi, chị xui. Thôi, nãy giờ không mời ngồi, bây giờ lỡ đứng rồi đứng luôn cho anh xui vui lòng. Thôi mà chị xui, đừng giận mà, tôi xin lỗi chị xui mà. Thôi lỗi phải chi, đứng kênh móc lò chơi chứ xin lỗi làm gì. Vậy kỳ hả? Chị làm gì dòm tôi cười khang vậy? Chị xui à, vậy? Nhìn chị rồi nhìn tôi sao tôi thấy tôi tức cười quá chị xui. Gì tức cười, gì tức cười? Nó cười nữa, cười nữa. Chú rể mồ côi, cô dâu cũng mồ côi, tự nhiên xẹt vô hai xu gia lại giống hệt nhau. Cha chồng mày cũng mồ côi vợ, mẹ vợ cũng mồ côi chồng, biết đâu sau này. Hai đồ già dịch đâu không à? Dẹp bỏ vụ đó qua bên đi nè, mệt quá. Bây giờ nghe tôi hỏi nè, rồi
con gái tôi đâu rồi? Ủa con gái chị sao chị hỏi tôi? Thì nó là con dâu của anh. Nó là con dâu của tôi mà nó là con gái chị sao chị hỏi tôi? Thì tại vì con gái của tôi thì nó ở bên này rồi. Nếu mà tôi không hỏi anh chứ không lẽ rồi tôi hỏi cô hồn cắt đảng hay sao? Nói nặng ha, nói nặng ha. Ha, chắc nó còn trang điểm chị Xuôi ơi. Vậy hả? Rồi còn con trai của anh là rể của tôi đâu rồi? Con trai tôi là rể chị, chắc nó tắm. Tắm xong nó lau mình. Vậy lau mình xong chắc nó vô mặc quần áo. Trời ơi, mặc quần áo xong nó còn chảy đầu nữa. Nó chảy đầu xong rồi cái đi toilet. Đi toilet xong cái rồi cái nó trễ giờ. Cái trễ giờ rồi cái tôi không gả. Tôi không gả là tôi đi về. Ê, chị Xu đừng về, chị Xu đừng về. Đừng về mà. Buông tay ra, buông ra. Trời ơi, cái anh làm gì kỳ cục, tự nhiên cái nắm tay người ta cứ nhắc vậy. Ê, xin lỗi chị Xu, trời ơi. Tôi nắm tay chị mà nãy giờ tôi tưởng tôi nắm tay tu hèn gì tôi nghe lạ lạ. Tôi quên. Trời ơi, anh quên hả? Anh Xui quên khôn quá. Rồi lại cười đi, cười miếng chi nữa. Rồi cười nữa. Trời, anh làm gì mà anh nhìn tôi cười hoài vậy? Dạ, tại tôi thấy hoàn cảnh mình cho tôi nhớ anh Xui, chị Xui gãy gánh y như trong chuyện Tiếu Lâm vậy chị Xui à. Rồi à, tính nó bậy nữa phải không? Nhưng mà cái chuyện Tiếu Lâm đó là cái chuyện gì anh Xui nói tôi nghe con Xui. Thôi, nó cũng hơi bậy thiệt. Chị nghe chị Xui ơi. Nói tôi nghe thử coi mà. Tôi nói thiệt, chị nghe thử. Thôi, tôi không nói đâu. Ôi, không nói thôi, ai cần. Làm quá người ta ham nghe lắm vậy. Không ham mà cứ biểu người ta nói hoài. Tại vì tôi muốn nghe thử. Không có, giờ tôi nghe thiệt đó anh Xui. Tôi nghe thiệt đó. Anh Xui nói tôi nghe xong Xui hiểm quá. Chị Xui ơi. Ai? Tôi hỏi chị này nghe. Ừ à. Chắc hầu chị còn nhỏ, chắc chị trẻ lắm hả chị Xui ha? Tôi lãng nhắc. Trời ơi, hồi nhỏ không trẻ, giống trẻ bây giờ mới trẻ. Quên, tôi nói lộn. Ý tôi muốn hỏi á, hồi chị còn trẻ chắc chị đẹp lắm phải không chị Xui? Quỷ sướng à. Thôi đi anh ơi, mình có gì với nhau đâu mà. Thôi chị Xui, muốn thôi thì mình phải nín. Nè, tính nó bậy nữa phải không? Nè, nó bậy ra tôi giả rớt răng ra bây giờ biết chưa? Anh nghe tôi nói nè. Nói bây đi. Giờ tôi với anh là xui gia với nhau rồi đó nha. Không có nói tầm bậy tầm bạ nghe chưa? Phải rồi. Nè, anh Xui, tôi hỏi anh chuyện này nha. Hỏi thành đi. Thật trả lời cho tôi biết nha. Đừng giấu giếm nha không? Tôi hỏi anh vậy chứ hồi nào tới giờ chắc anh chưa biết cái chuyện vợ con phải không? Hỏi vậy không? Hèn gì tôi thấy anh sao mà rậm rật quá. Sao không biết được chị Xui? Không biết chuyện vợ con sao bây giờ biết làm Xui được? Chị Xui ơi, trong khi mình chờ đợi hai trẻ lên đèn á, giờ Xui trai muốn tâm sự với Xui gái một chút được không? Thôi nè, dịch vật anh nè, anh này kỳ quá. Nè, tôi nói cho anh biết nha. Đừng có làm cái trò khỉ nhung. Bây giờ mình đã già lắm rồi nghe chưa? Chị Xui ơi đừng nói vậy. Chị Xui ơi già thì mặt già mai già râu già tóc chứ tình này thì vẫn chưa già. Thôi thường hay ước mơ, mơ người yêu lý tưởng tấp lêu lý tưởng của anh và của em. Thôi anh Xui ơi già cú đế rồi mà anh làm như là không vật à. Nói chuyện Xui gia mà bài chuyện không tình. Chị Xui ơi gừng càng già càng cay xé lưỡi. Chị không nghe thiên hạ thường có câu rằng. Câu gì? Bao nhiêu nơi đi cưới em cũng chẳng mang. Tìm người chết vợ mới sẵn sàng du quy. Ủa, nói vậy anh có vợ con nữa sao? Chị đừng khi dễ tôi nghe chị Xui. Nói thiệt cho chị mừng nha. Hồi đó tôi không phải như người ta mà có một vợ đâu. Tôi có hai ba vợ lận đó. Cái gì? Làm gì chị xúc động? Tới hai ba vợ lận hả? Làm gì rung chị Xui? Trời ơi, hèn gì. Người ta có một vợ mà người ta chết lên chết xuống. Còn anh ham ăn hốc uống quá nhiều vợ làm chi. Thành ra bây giờ coi anh giống như mấy thằng khùng á. Vậy đi. Nè, cho anh biết nha. Anh có nghe người ta nói không? Sao? Người ta nói là một vợ thì nằm giường lèo. Hai vợ thì nằm chèo queo. Mà ba vợ là nằm chuồng heo. Còn anh
anh nằm ở đâu? Tôi mới biết nằm chèo queo rồi chứ chưa biết ngủ chuồng heo. Ủa, nói vậy anh mới có hai vợ hả? Hai vợ đủ khổ rồi chị ơi. Mà vợ chồng tôi văn nghệ lắm chị Xuôi ơi. Văn nghệ là sao? Để tôi kể chị nghe nha. Đâu anh kể cho tôi nghe coi. Hồi tôi mới đem bà nhỏ về ở chung á. Bề ngoài ai cũng khen bà lớn tôi bớt tốt bụng không có ghen. Vậy à? Nhưng tại tôi sống văn hóa nghệ thuật lắm chị ơi. Chị biết sao? Sao? Bà sắp cho bà nhỏ nằm nhà sau. Bả nằm buồng giữa. Trời đất. Tôi ngủ nhà trên. Trời ơi, vậy rồi còn cái gì nữa? Thì bởi vậy bả nghe tôi mà muốn lên bà nhỏ, hay bà nhỏ muốn lên tôi, thì gặp bả nằm ngay chính giữa, bả chận mẹ nó hết rồi, bất ly cục kịch. Chà, bả cũng cao tay ấn dữ à ha. Chứ sao, đêm nào chờ bả ngủ mê, thiệt là mê, thì tôi với bà nhỏ mới thăm nhau được. Rồi, làm sao mà anh biết bà lớn bà ngủ mê? Thì tại tôi thông tin dò đường trước bằng văn hóa nghệ thuật đó chị. Cái gì? Thông tin dò đường văn hóa nghệ thuật? Là sao? Nói tôi không hiểu gì trơn trọi hả? Để tôi kể chị nghe nha. Đêm đó bà nhỏ bà nhớ tôi quá, bà ngủ không có được. Bà mới bèn ngâm hai câu thơ gì nè chị. Sao? Bà ngâm gì nè. Thuyền ơi có nhớ bến không, trăm thương ngàn nhớ bến mong đợi thuyền. Trời ơi, tội nghiệp không. Rồi lúc đó anh sao? Tôi mới lắng tai tôi nghe, trong buồng bà lớn bà im phăng phắc à. Nhưng để cho ăn, tôi mới đáp lại hai câu vậy nè. Tôi nói thuyền xa bến nhớ vô cùng, nhưng sang lại sợ có đồn giữa ngăn. Đúng. Phải không? Sao nữa? Lúc đó tôi nghe bà lớn bà ấm mới tằng hắn, bà ngâm lại hai câu. Bà nói đồn đâu có cấm thuyền sang, miễn lo đủ thế thì sang chợ liền. Trời đất ơi, sao tôi thấy anh tôi khổ quá à. Rồi sao nữa anh kể tiếp coi. Trời ơi chị ơi, lúc đó tôi nghe tôi tá quả rồi. Tôi mới ngâm lại hai câu gì nè. Thuyền tôi vốn liếng có bao nhiêu, sang đồn đóng thế thì tiêu vốn rồi. Bà lớn bà có vẻ tức giận, bà mới đáp lại hai câu gì nè. Phép chúa luật nước định rồi, trốn sâu lậu thế thì tôi cầm đầu. Chết chưa? Chị biết không, bà nhỏ tôi bà mới nức nở, bà mới ngâm lại gì nè. Sao? Sông sâu biết bắt mấy câu, tấm thân bé mọn biết sầu mấy nơi. Trời ơi, tội nghiệp bà nhỏ quá. Rồi lúc đó rồi anh sao? Lúc đó tôi nổi máu anh hùng tôi lên rồi. Tôi mới nói quyết lòng về bến đến nơi, phá đồn bến đợi thuyền trôi trở về. Đúng thằng cha già mất nết. Thôi tới giờ rồi chị Xuôi à. Bây giờ mình lên đèn đi chị Xuôi. Đúng rồi đó, coi lên đèn đi nhau. Rồi bắt đầu lên đèn. Trời ơi, cái số tôi sao mà tối ngày đi đâu cũng gặp người ta ôm với hung hoài vô. Rồi ông lo ông phê, ông ôm, ông đâu có thay mình vô đâu. Trời ơi. À Xuân, lại nói nghe nè. Cái gì đó cậu? Sao hôm nay em đẹp quá à? Nói không phải nịnh nghe, tự nhiên đẹp ngang vậy. Có ăn gì trúng không vậy? Đẹp lâu rồi, cậu không thấy hả? Trời ơi, rợn miếng coi. Cái gì đây? Mèn ơi, da thịt sao mà nó mát lạnh, còn hơn ở trong tủ lạnh mới ra nữa mấy cha ơi. Trời ơi, cậu à, cậu, gặp cậu là dê không à. Quen rồi, cái tật anh gặp gái không dê chịu không nổi. Mà sao bỏ hoài bỏ không được, mấy cái vụ kia bỏ được hết, mà cái vụ dê này bỏ hoài bỏ không được em ơi. Trời ơi, bữa nay sao tự nhiên có cái bông ở đâu gắn vô ngực đẹp quá vậy nè ta ơi. Nắng nhất à. Mẹ đó, nghĩ cái bông này vậy chứ nó còn có phước hơn anh. Sao? Không biết lựa chỗ nó nằm,
Anh nói thiệt với em nghe, sau này anh có chết anh đầu thai lên cái bông nữa đó. Chi vậy? Kệ nó, nằm ngay đó nó ấm em ơi. Lúc này thấy cậu mất nết dữ à nghe. Có miếng nết nào đâu mất. Không có miếng nào hết hả? Cha sanh mẹ đẻ ra tới giờ có cho được miếng nết nào đâu em. A Xuân à, anh nói em nghe nghe. Anh mới đi thu tiền thuế về nè. Bây giờ em ém bớt lại cho anh 73 ngàn. Anh cho em 1 ngàn uống cà phê chơi. Cái gì cậu? Ém 73 ngàn mà cho tôi có 1 ngàn hả? 1 ngàn uống cà phê được rồi. Thôi chi hai à. Gì dữ vậy mẹ? Ở nhà ở không không mà đòi chi hai. Vậy chứ công của tôi chỉ vẽ cho ông ăn mà. Khỏi cần, cái này nghề nghiệp của tôi biết làm, tôi biết ăn. Rồi bây giờ chịu chi không? Không, bây giờ anh cho em thêm 500 nữa đó. Thôi, thêm tiếng nữa đi. Thêm tiếng nữa hả? Ừ. Tiếng nữa thôi nha. Thôi anh cho em thêm 50 nữa đó, là 1.150 đồng đó. Không à, bây giờ chi hai à. Thôi đi mẹ, không có chi hai, chi ba vậy á. Vậy chịu không? Không chịu phải không? Không chịu thì tôi mét đại ca à. Mày mét đại ca, ta giọng thù mỏ. Cái gì? Thù hả? Đại ca ơi, đại ca. Cái gì đó Xuân? Đại ca ơi, tiểu cậu. Cái chuyện gì đó cậu? Dạ thưa đại ca, em mới đi thu tiền thuế về nè. Được bao nhiêu? Dạ mấy triệu, danh sách tụi nó có đây nè. Đó mày đọc tao nghe coi. Dạ. Nghe không? Đọc mà nghe không? Đọc đi. Mấy cc mà em thấy đại ca phê quá vậy đại ca. Thôi đọc đi em ơi. Em đọc ngang. Dạ. Mỹ Hòa Sương 4 tháng thuế 1 triệu. Quảng An Đường 2 tháng 400 ngàn. Tính phát quản lợi vị chi 4.873.000. Hết. Giỏi đó. Dạ. Đưa tiền cho Xuân đếm đi. Dạ. Nè Xuân, đếm đi, nhớ 1.150 đồng nghe. Không thôi tao giọng mày phù mỏ đó. Cái gì phù hả? Cậu. Dạ. Sao trong danh sách tao không thấy thằng Đại Phong mày? Dạ thưa đại ca, thằng chủ phế liệu chiến tranh năm nay làm ăn được lắm. Em nói nó thôi, năm nay mày làm ăn cũng được rồi. Mày làm ơn làm phước, mày nộp thuế giùm ổng 1 triệu giùm tao cái. Cái nín thinh nó không trả lời trả vốn gì hết. Chống nạnh nó kênh em nữa đại ca. Nó kênh à? Em hỏi bây giờ mày nộp không, mày nói mẹ một tiếng đi. Tao cho ăn thua với mày liền đó. Cái nó chống nạnh nó kênh em hoài à đại ca. Thì sao nữa? Nó ra lệnh cho đàn em của nó đuổi em khỏi nhà. Nó còn chửi nhắn biểu em nói chuyện mày nói với Mã Ngưu muốn thu thế tao vào tổng tham mưu. Cây quân cướp càng bay đừng lãng hoàng. Ăn súng bánh thầy chết già nghe con. Khốn nạn, thằng chó nào cả gan lên ngang với tao. Nhà nó ở đâu tại con đường nào? Để tao đinh viên chúc mừng hắn ta mượn cái lưỡi ba hoa. Nó phải cúi đầu hai tay dân bạc nộp phạt gấp 10. Dạ nó có con em đẹp hết dỗ dê, ai thấy là cũng mê. Dáng liễu lưng cong mông tròn ngực bự. Tao đến tận nhà riêng lấy em gái nó luôn. Bao nhiêu năm trời hét ra lửa ở đây, cả chợ lớn này ai dám lên mặt cãi lệnh tao. Dạ nó có gốc bự mấy ông tá ở quân nhu quân cụ. Gốc nhỏ gốc to tao cũng bưng sạch nó đừng lên mặt. Nè. Dạ. Mày chuẩn bị nói với thằng hai tụ tập nhóm Thanh Long và Hắc Hổ, chuẩn bị đi với tao. Dạ em đi không? Đi luôn. Đem súng theo không đại ca? Đem. Đem lựu đạn không? Đem theo luôn. Đem bom không? Chi vậy? Bỏ ngay nhà cho anh chết dòng họ nó chơi. Tiểu cậu. Cái gì? Sao thiếu 73 ngàn? Thì hồi nãy anh nói với em đó. Không, chi hai. Trời ơi trời, chi hai cái gì mà chi hai? Dẹp. À vậy thì tôi mét đại ca. Xuân à Xuân, anh nói em nghe nè. Sao? Anh nói với em từ nãy giờ đàng hoàng rồi mà em không nghe, em ma ngoan cố mà em mét đại ca, tao giọng mày phù mỏ. À hăm dọa ha. Đại ca ơi đại ca. Cái gì đó Xuân? Tiểu cẩu giao tiền thiếu 73 ngàn đại ca. Thiếu đâu mà thiếu, con nhỏ này nói thêm nói bớt em chứ thiếu đồng thiếu. Xuân em có đếm kỹ chưa? Em đếm kỹ lắm mà. Mày có dấu đâu không mày? Dạ đâu có đại ca.
Đại ca thấy em hồi nào tới bây giờ em đâu có vụ tham lam này đâu. Nói thiệt đại ca, ăn nhiều cũng ăn thôi chứ 73 ngàn này nhầm mẹ gì ăn chứ mất cổ đại ca. Đại ca ơi, hồi nãy á, tiểu cẩu nói em 73 ngàn, rồi cẩu chia cho em 1.550 đồng đó đại ca. Trời ơi trời, tao nói với mày hồi nào vậy Xuân, con nhỏ này nó ăn nói giọng dò lên trời cắm đầu xuống đất mà nó nói được mấy cha ơi. Mày dám... Tao nói vậy hồi nào? Hồi nãy nè. Bây giờ mày dám thề tao không? Ông thề đi. Thề đi, súng đạn ăn nè. Ăn ai? Ăn ai ăn, đừng ăn tao thôi. Khùng quá ha. Giờ đây ba người nè, nó muốn ăn ai đó, nó ăn đi, nó chừa tao ra. Tao đâu có tè mày. À, đại ca à, chắc em biết tiểu cẩu giấu tiền trong người đại ca. Cho em xét. Đâu xét người được, đại ca. Đâu có được. Đâu có muốn xét ai xét, mày đâu phải cảnh sát Xuân. Trời đất ơi, con người ta nghèo giàu ta cũng có cái danh dự người ta chứ. Bây giờ mày xét, bây giờ gì thí dụ không có rồi, bây giờ đền bù lại cái danh dự tôi bao nhiêu chứ. Cái gì? Danh dự hả? Danh dự ông bao nhiêu? 2 cây á. Thôi được rồi, mày đứng yên cho A Xuân xét đi. Nếu không có, tao bồi thường danh dự cho mày 4 cây. Vậy hao. A Xuân, mình vậy có chuyện làm ăn rồi, bây giờ em cứ xét nghe. Ông đang thuê dữ lắm rồi, giờ em xét em nói không có. Không cho anh 4 cây, anh cho em 4 phân xài chơi. Cha, ông tính cha quá đương nhỉ. Bây giờ tôi không chịu, đương nhiên đứng yên cho tôi xét. Rồi, xét đi, xét đi. Đây nè, đây ngay chỗ này nè. Nhột ngang. Chưa, nhột đây ngang nè. Nhột ngang. Cái gì nhột? Không được, không được. Con nhỏ này nó cố tình ha. Nó cố tình nó làm cái gì mà mò tùm lum hết trơn vậy nè. Cái gì mà mò ông chứ? Bây giờ tôi đề nghị nghe là xét khu vực nào có khu vực đi. Đừng mò tùm lum, tôi không có chịu. Xét làm sao có khu vực? Chứ làm sao? Có người ta là chia ra làm 3 phần đó, 3 khu vực đó nè. Khu vực 1 là phần đầu, khu vực 2 là phần tay chân, khu vực 3 là dùng cấm địa bất khả xâm phạm. Không, phần này quan trọng phải xét. Không được, phần này tôi đề nghị là cho đàn ông xét tôi đi, chứ con nhỏ này tôi biết nó muốn lợi dụng nè, nó muốn làm nhục tôi nè. Nói vậy chứ tôi biết cậu giấu ở đâu rồi. Giấu đâu? Đây nè. Đâu? Đại ca thấy không? Nè tiền nè, giấu ở trong nón này đại ca. Trời ơi, này ai bỏ trển tao đâu hay đâu. Mày tốt quá hả cậu. Tiền này ở đâu vậy? Dạ tiền này là tiền thưởng. Ai thưởng? Dạ đại ca ông ta thưởng. Tao thưởng hồi nào? Dạ em nhớ mấy lần trước em đi thu thế về có mấy cái lẻ đại ca thưởng em. Lần này em thấy nó cũng có lẻ nữa, thành thử em chơi trước, sau này đại ca khỏi mất công thưởng. Cưng mày riết rồi mày giữ ngư hả? Có công tao thưởng, có tội tao trừng. À Xuân, dạ. Lấy roi ra đây cho anh. Dạ thưa cùng đại ca, nửa cuộc đời em mới có mèo. Hẹn chiều nay đi đi nhảy nhót ở ẹt tăng sen. Mèo em nhi nhiên tuổi vừa 50 mấy hết ý. Kép trẻ đào già duyên, ba kiếp kết nguyện xe duyên. Tung qua qua liều em vui một bữa với mèo cho vui. Tao có bao giờ hẹp lượng với em út đâu chứ. Muốn thì phải hỏi xin, chứ thói ăn xén ăn bức sinh ra xạo trả. Tao đánh mày bữa nay để cho tất cả noi gương, nghe mày. Đại ca ơi em xin cúi ngà lại, lần đầu ngà em lỡ dạy. Xin anh thương nghĩ lại, tại tanh dê nó hại. Bây giờ ăn đoàn hoàng hoại, đại ca ơi giùm thương. Vì thân em thân rồm sở đoàn. Không, không tha được, chết nè cậu. Dạ khoan. Đừng đá, đừng đấm, đừng đạp, đừng đục, đừng để đó đớn đau, đừng để đau đớn đứt. Đoạn đường đi đau đầu đều điên đầu. Đại ca ơi nghi chút công lao cậu này lặn lội đi tìm món ngon vật lạ. Từ mệnh phụ phu nhân đến con gái vị thành niên chẳng lọt qua con mắt em dòm.
cô nào mà em chấm tim, là nhà đại ca tận hưởng mùi đời. Đại ca vợ bảy tám bà mèo hàng lố, thấy con gái cũng mê, huống chi em đã quá đát nửa chừng xuân, vẫn còn phòng không chiếc bóng. Thèm thuồng thiếu thốn thấy thăm, đầy đủ dư thừa em đâu dám sanh tâm. Cây mau 35 ông trời đặt để, em giống hệt đại ca nở nào xứ Pha. Cũng tại ông thôi, ai biểu già rồi mà còn ham người đẹp. Thì cũng tại A Xuân làm mai làm mối chứ ai. Tại tôi. Vậy rồi tôi biểu ông chết, ông có chết không? Vui lắm phải ông, còn mỉm miệng cười mai mỉa nữa. Già đầu còn dại, có cháu ngoại còn ngu. Hỡi ơi đàn bà lòng dạ hiểm sâu, đầu mối chót lưỡi dễ tin hại người. Trâu già còn khoai cỏ non, còn vừa ăn nay bị ăn đòn. Đại ca ơi thương thân em cho con ốm yếu nhiều xương, đánh tường trứng 20 rồi trời ơi đau chắc chết. Em vỡ cái tay còn hay cái miệng, khi đại ca buồn có em nịnh cũng vui. Nè, mày nghe tao hỏi. Dạ. Tại sao đi thu thế xong rồi không về, mà lại lo ăn nhậu không vậy cậu? Dạ, đại ca thông cảm, đó là trách nhiệm của em, nhậu là em phải nhậu chứ. Trời ơi, nhậu cũng cực khổ lắm chứ sung sướng gì đâu đại ca ơi. Sao mà cực chứ? Dạ, có bữa nó cho uống bia 50 còn đỡ, có bữa nó đưa rượu đế vô uống muốn trào máu họng chứ cực khổ lắm chứ sung sướng gì đâu đại ca. Thôi thì cũng được đi, sai á thì đi về nghỉ, sao lại la cà từ đầu trên xóm dưới. Về hết người này tới người khác, từ trẻ cho đến già mày không chừa ai hết vậy mày. Dạ đại ca thông cảm, cái đó trách nhiệm của em đàn làm đàn ông mà mình phải dê đàn bà chứ ở không làm mẹ gì đại ca. Bữa hôm tao thấy mày nói chuyện với ai mà già chát vậy hả cậu? Dạ Nghệ Nhí em đó. Nghệ Nhí à? Dạ tại bữa đó đại ca thấy già là bả ông có ba tư dê. Bao nhiêu tuổi? Dạ 42. 42 tuổi của mày mà nhí đó hả? Người ta nhí là 19-20, còn nhí của mày là 42 à? Dạ 19-20 không đủ đại ca có đâu tới em. Mày giống ai vậy hả? Dạ giống đại ca chứ giống ai. Mày giống tao à? Được rồi, tao tha cho mày đó. Dạ cảm ơn đại ca. Dạ. Nhưng nên nhớ. Dạ. Tao cấm đức mày kể từ bây giờ không được quyền dê. Dạ cấm uổng gì đại ca. Trời ơi cấm cái này chết còn sướng hơn chôn đại ca. Ông ơi đại ca cho em gia hạn thêm, em dê 1 tháng nữa thôi, em dê hết mùa mưa này thôi em nghỉ cũng được. Chứ còn mấy em ở xóm dưới này chưa xuống tới bỏ uổng đại ca. Tháng này tháng mấy rồi? Dạ tháng này tháng 6, em dê hết tháng 7 thôi em nghỉ luôn, có nhiêu ăn nhiêu. Thôi được, tao cho mày tới ngày 30 tháng 7 dứt điểm. Dạ tháng 7 này có 31 tây đó đại ca. Thêm 1 ngày nữa. Dạ ngày nữa cho hết luôn đại ca. Ngày làm tháng ăn mà. Thôi được, tao tạm tha cho mày đó. Trời ơi đại ca, đại ca ơi, trăm lại đại ca, ngàn lại đại ca ơi. Đại ca thật là hào hoa phong nhã đại ca ơi. Thân trâu ngựa này suốt đời thấy hầu hả đại ca, đại ca. Trời đại ca đẹp trai dễ sợ luôn. Trời cái mặt phúc hậu dễ tè luôn. Bởi người ta nói ở đời mà đại ca, ở đời ăn ở có đức không sức ngăn đại ca. Đức đại ca chắc ăn cỡ ngày mấy hết mẹ đó. Thôi đi mẹ ơi. Dạ. Đừng có nịnh quá, mấy thằng nịnh chẳng tích sự gì cả. Thằng nào nói ngu à? Nịnh là đâu phải ai muốn nịnh cũng được đâu. Nịnh ta phải có khiếu nịnh. Nịnh là liều thuốc an thần, xoa đau chống mệt. Người được nịnh nhẹ nhàng phơi phới chín tầng mây, lơ lửng lân lân. Còn riêng bên mấy em nịnh được uống bia lon, được hút ba số. Trời ơi, đâu phải ai muốn nịnh cũng được đại ca. Nịnh phải có khiếu nịnh. Duyên nịnh bợ còn hơn duyên con gái nữa đại ca ơi.